Chào các bạn, mình ở bên đồng hồ Thanh Hùng đây. Mình chuyên cung cấp các linh kiện, bộ máy, bộ ruột, đồng hồ quả lắc cây, hàng chất lượng cao, hàng chính hãng. Và hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một bộ đồng rất chất, hàng chất. Đây các bạn nhìn, hàng rất đẹp, từ mặt số, quả tạ, cây đàn hay còn gọi là quả lắc, rất đẹp. Máy móc thì khỏi bàn luôn, rất tuyệt vời. Và về thông số kỹ thuật của nó thì mình sẽ đo cho các bạn. Cái mặt này thì nó kích cỡ của nó là được 26 cm nha các bạn, đường kính 26 cm. Và cây đàn này thì cái bề ngang của nó là 9 cm, thân của cây đàn hay là thân của trái lắc này là được 59 cm. Và cái độ duỗi của nó là phần cuống ấy, mình gọi là phần cuống, thì phần cuống nó có thể duỗi ra tới khoảng 25.5 cm. Thì cái phần cuống này bạn có thể chỉnh dài ngắn tùy theo ý của bạn. Bạn cắt ngắn cắt dài, bạn điều chỉnh được chiều dài của cái thanh lắc này. Về quả tạ thì chiều dài của quả tạ này là 28 cm, và chiều ngang của quả tạ là được 5 cm. Chiều ngang của quả tạ là 5 cm. Đây, số của nó là số La Mã, và trên số này là bằng sứ nhé. Cái số La Mã này là bằng sứ. Về máy móc thì mình thử cho các bạn. Đây, các bạn lắp chuông vào. Tiếp là loa. Loa đây. Loa rồi một đầu dắt nữa, đó là của thanh lắc. Đây nó đồng rồi. Đây, thôi mình để vậy các bạn ấy, để cho nó nhanh. Cái video của mình nhanh, mình không tháo dây lòng vòng. Đây mình đấu trực tiếp cho. Loa là nó nằm ở thứ hai. Đây. Tiếp đến là phần dây còn lại là thanh lắc. Thanh lắc rồi. Máy đồng hồ là ở ngoài cùng, cảm biến mắt thần. Đấy. Đây các bạn nhìn thấy này. Đấy, cảm biến mắt thần. Đấy, kêu chuông. Đấy là máy đồng hồ kêu chuông. Kêu nhà. Tiếp. Bạn để lên đây cho nó. Đây, quả lắc chạy này. Đấy, lắc. Đấy, chạy, hoạt động. Kim đồng hồ.